Đoàn thám hiểm của công ty trách nhiệm hữu hạn Jungle Boss, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, Quảng Bình vừa qua đã bất ngờ phát hiện một hồ nước khổng lồ nằm cao hơn rất nhiều so với nhánh sông chính của hang thung. Hồ nước này cách cửa hang thung khoảng 1 km, được xem là một trong những hang động nguyên sơ nằm sâu trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Hồ nước có màu xanh ngọc, nước trong vắt, được bao quanh bởi các khối thạch nhũ với hệ thống sông ngầm phía dưới. Hiện tại nguồn nước đổ về hồ nước bí mật này vẫn chưa được tìm thấy. Điểm đặc biệt là hồ nước nằm cao hơn so với hệ thống sông ngầm khoảng 15 mét. Ngoài ra, nhóm thám hiểm cũng đã phát hiện ra một lối đi lưng chừng vách hang thung băng qua nhánh sông ngầm chính. Việc phát hiện hồ lơ lửng bên cạnh hang thung và các hang động khác như hang tròn, hang hùng và thung lũng Mada hứa hẹn sẽ là những điểm trải nghiệm du lịch khám phá thiên nhiên đặc biệt tại rừng nguyên sinh Phong Nha - Kẻ Bàng.